Xin chào mọi người, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem có bao nhiêu loại đạn 556 trên thị trường hiện nay. Thì trong video này mình cũng sẽ bao gồm những thông tin ví dụ như là tên gọi, chức năng, cấu tạo. Và đồng thời mình cũng sẽ cho mọi người biết luôn là những cái viên đạn này liệu những người dân bình thường có thể mua được nó hay không, hay những viên đạn này chỉ được dùng trong lĩnh vực quân sự mà thôi. Đa phần những cái viên đạn được quân đội Mỹ sử dụng á, người ta sử dụng cái số hiệu như sau, ví dụ là chữ M, mà cái số đằng sau ví dụ đây là 193 nè. Còn viên đạn mà có đầu xanh lá này nó sẽ là M855. Thì đầu tiên khi mà nói về cái đạn M193 thì nó sẽ có hình dạng như thế này. Đây là cái viên đạn được quân Mỹ sử dụng từ cái thời mà người ta mới làm ra khẩu AR-15. Hiện nay người ta sẽ dùng nó cho cái khẩu M16A1. Cái đầu đạn nó sẽ có cái hình như thế này, hoàn toàn trơn bóng, được phủ bởi một lớp đồng để không có bất cứ màu sơn gì ở trên cái đầu của viên đạn hết. Thì cái viên đạn này á, ngày xưa được quân Mỹ sử dụng, nhưng mà bây giờ đa số là thị trường dân sự người ta dùng là chủ yếu. Bên trong cái đầu đạn này, bên trong cái lõi của nó đó, nó sẽ được làm phần lớn là bởi chì và một số cái hợp kim khác. Bên ngoài sẽ được bao phủ bởi một cái lớp kim loại bằng đồng, người ta gọi là fully metal jacket. Cái viên đạn này bởi vì nó có cái khối lượng 55 gram á, cho nên nó chỉ thích hợp dành cho những khẩu M16A1 thôi. Còn đối với những khẩu AR-15 sau này á, người ta sẽ có những cái đường khương tuyến khác nhau, cho nên cái đạn chỉ có 55 gram á sẽ nhẹ và nó không thích hợp đối với những cái khẩu AR-15 sau này. Cái viên đạn tiếp theo mà chúng ta sẽ nói tới sẽ là viên đạn M196 Trace. Thì cái viên đạn này á, nó là cái viên đạn được làm ra tương tự như cái viên 193 bình thường này. Nhưng mà cái đầu của nó sẽ có một cái chấm màu đỏ hoặc là màu cam, tùy theo cái loại đạn khác nhau. Cái viên đạn M196 đó sẽ là viên đạn chỉ đường. Khi mà người ta bắn vào buổi tối mà người ta không xác định được cái hướng mà người ta đang bắn á, thì người ta sử dụng cái viên đạn này, bắn ra một viên. Mà nó bắn ra vậy đó, sẽ có bao gồm thêm cả một số cái hóa chất nữa, giúp cho cái viên đạn nó phát sáng. Thì khi mà người ta bắn như vậy, người ta có thể nhìn được cái hướng mà người ta đang bắn, họ sẽ biết được là cái viên đạn nó đang bay về hướng nào. Thì bởi vì cái viên đạn này nó sẽ bao gồm rất nhiều cái hóa chất khác nhau, cho nên khi bạn bắn như vậy đó, nếu như bạn bắn quá nhiều thì cái viên đạn nó sẽ gây tổn hại tới cái nòng súng. Cho nên đó chính là cái lý do tại sao mà người ta khuyến cáo là bạn không nên sử dụng cái đạn Trace đó quá nhiều. Cái tỷ lệ tốt nhất mà dùng cái viên đạn đó sẽ là 1:3, là cứ 3 viên đạn thường như thế này mà sử dụng một viên đạn màu cam, đó là tỷ lệ 1:3. Cái tỷ lệ cao nhất bạn có thể sử dụng sẽ là 1:1, một viên đạn này, một viên đạn cam, một viên đạn thường, một viên đạn cam. Còn nếu như mà bạn dùng 2 viên đạn cam, một viên đạn thường á, thì cái tỷ lệ mà cây súng nó bị hư cái nòng sẽ rất là cao. Đa phần sẽ bị rỉ sét và nó hư cái cương tuyến là nhiều nhất. Cái viên đạn tiếp theo trong danh sách nó sẽ có tên gọi là M856 Tracer. Cái viên đạn này nó làm giống hệt như viên đạn M196, nhưng nó sẽ chứa nhiều hóa chất để tạo sáng hơn, cho nên cái viên đạn này nó sẽ có cái tầm bắn mà tạo sáng xa hơn và lâu hơn so với cái viên đạn M196. Cái viên đạn tiếp theo sẽ là viên đạn M199 Dummy. Đây là viên đạn giả được làm ra dựa trên mục đích là huấn luyện. Đa phần những người mà người ta lao súng hay là người ta tự những thao tác lên đạn bóp cò, thay vì dùng những viên đạn thiệt thì người ta sẽ dùng cái viên đạn giả này. Thì người ta sẽ được phép người ta lên đạn bóp cò một cách rất là bình thường. Viên đạn sẽ có cái cấu tạo như thế này, nhìn nó giống như một viên đạn thiệt. Bên phần cái vỏ đạn này nè, bạn sẽ thấy nó sẽ có những cái rãnh giữa dọc súng như thế này để phân biệt với những viên đạn thường. Còn cái hạt lửa của nó được làm á, có hình dạng giống giống như cái hạt lửa thiệt, nhưng mà khi người ta bóp cò đó, hạt lửa sẽ không nổ. Và đồng thời nó cũng sẽ bảo vệ cái kim hỏa, để cho cái kim hỏa nó sẽ không chịu bất cứ tổn hại nào như khi mà bạn bóp cò chai. Tức là bạn lên đạn bằng bóp cò mà không có viên đạn bên trong á, thì người ta gọi là bóp cò chai. Cái viên đạn tiếp theo chúng ta sẽ nói tới sẽ là viên đạn M200 Blank. Nó sẽ có những cái bộ phận như là hạt lửa, là thuốc nổ và vỏ đạn, tương tự như viên đạn thiệt, nhưng nó sẽ không có cái phần đầu đạn này. Thì ngay chỗ cái cổ đạn này người ta sẽ ép nó lại, người ta bóp nó lại cho nó hình giống như cái nụ hoa vậy đó. Thì cái viên đạn này người ta dùng nó với hai mục đích. Thứ nhất, người ta sẽ dùng nó cho mục đích huấn luyện, ví dụ như người ta tập bắn nhanh. Còn đối với những người dân bình thường á, họ cũng thể dùng viên đạn này để tập bắn, hoặc dùng nó như là một viên đạn cảnh cáo, ví dụ như người ta muốn xâm nhập vào nhà bạn á. Thay vì bạn cầm một viên đạn thiệt bạn bắn á, thì bạn có thể nạp sẵn 2 viên đạn giả, bạn bắn trước như vậy. Nó sẽ có tiếng nổ hệt như viên đạn thiệt. Cái tiếng ồn á, nó sẽ dọa người ta để người ta bỏ chạy, chứ không gây bất cứ cái tổn hại nào tới cái nhà của bạn. Những viên đạn tiếp theo trong danh sách chúng ta sẽ nói về 3 loại đạn đã và đang được quân đội Mỹ sử dụng, mục đích là đạn xuyên giáp. Thì viên đạn này nó tên gọi là M855. Nó có điểm đặc trưng là cái đầu của nó nè, nó sẽ có cái sơn màu xanh lá, người ta hay gọi là đạn green tip. Thì đạn này là cái đạn xuyên giáp, nhưng mà xuyên bình thường thôi. Cái đầu đạn này nó sẽ có cái vỏ ngoài bằng đồng bao phủ hết cả cái đầu đạn,
bên trong đầu đạn nó sẽ có một phần được làm bằng thép và phần dưới của nó sẽ làm đa số là bằng chì. Nó có hình dạng như thế này, và độ xuyên giáp rất là thấp. Ngày xưa quân đội Mỹ người ta sử dụng cái đạn M193 này, sau đó người ta chuyển sang dùng cái loại đạn M855 này trong một thời gian khá là dài. Trong cái hình này bạn sẽ thấy mình có để cái hình cái target mà mình dùng để bắn á, thì nó làm bằng thép, nó thể chịu được đạn là 3006 luôn. Nhưng mà khi bạn bắn cái đạn green tip này vô á, về cái đầu đạn này nó làm bằng thép, nói chung là thép cũng không phải thép cứng cho lắm, nó là thép thường thôi. Nên khi mà bắn vào thấy nó sẽ có một cái lỗ như thế này đây, rất nhiều cái lỗ chấm 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 đó, thì đó là do mình bắn cái đạn green tip nên nó có hình dáng như vậy. Cái viên đạn M855 này á, nó sẽ có một phiên bản khác gọi là M855A1, được làm bởi thép ở phần đầu và phần đuôi nó sẽ được làm bởi hợp kim để giúp cho viên đạn bay ổn định hơn. Đây là loại đạn đang được quân đội Mỹ sử dụng thay thế cho loại đạn M855. Với cái viên M855 á, nó sẽ có cái lõi bằng thép và phần đuôi được làm bằng chì. Và cả cái viên đạn nó sẽ được bao bọc bởi một lớp bằng đồng. Còn viên M855A1 này á, nó sẽ có cái lõi bằng thép nhô ra bên ngoài như thế này. Và viên đạn sẽ có phần đầu bằng thép, và giữa sẽ là hợp kim, và phần cuối cùng của viên đạn nó sẽ được làm bởi đồng. Cái hình dáng sẽ như thế này. Và khi chúng ta nhìn cái vẻ ngoài thì đạn M855A1 nó sẽ có cái đầu đạn cao hơn là cái viên đạn M855. Riêng cái viên đạn cuối cùng này, nó tên gọi là M993 hoặc là M995, nó sẽ có đầu đạn màu đen, được gọi là black tip, nghĩa là đầu đạn đen. Thì cái đầu đạn nó có sơn màu đen, cái phần bị sơn đó nó sẽ là một cái lõi bằng thép. Và hình dạng nó sẽ rất là đa dạng. Tùy theo cái thiết kế của mỗi nước trong cái khối NATO thì cái viên đạn nó sẽ có cái hình dáng khác nhau, và chất liệu làm nên cái đầu đạn cũng khác biệt một chút. Cái viên đạn này nó là viên đạn xuyên giáp có sức xuyên phá rất là cao, và nó hoàn toàn có thể được sử dụng cho những cái dòng súng như là M4, M16A2, khẩu súng máy như là M249, hay ngay cả những khẩu súng nhắm như là M24 cũng có thể sử dụng được cái loại đạn này. Những loại đạn bình thường mà mình vừa kể trên á, bạn có thể mua được trên thị trường dân sự rất là dễ dàng. Nhưng chỉ riêng cái đạn M855A1 và cái đạn M993 này á, đó là hai loại đạn khi mà bạn muốn mua, bạn bắt buộc phải có những cái giấy tờ riêng biệt thì bạn mới thể mua và sử dụng nó được. Còn người dân bình thường mà muốn mua được nó sẽ hơi khó một chút. Vừa rồi chúng ta đã điểm sơ qua những cái loại đạn 556 hiện có trên thị trường ngày nay và những viên đạn được sản xuất riêng cho mục đích quân sự. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào về những cái loại đạn này hoặc những cái loại đạn khác, hãy để comment phía bên dưới, mình sẽ trả lời sớm nhất có thể. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.